Hải Bình và Kiều Trâm xin phép được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, thêm 6 người tham gia biểu tình tại Ninh Thuận bị đem ra xét xử. Tòa án Nhân dân thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ngày 22 tháng 8 tuyên án 6 người tham gia biểu tình ôn hòa chống nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào hôm 10 và 11 tháng 6 tại địa phương với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. 6 người bị đưa ra xét xử bao gồm anh Nguyễn Văn Nghĩa, 29 tuổi, chịu mức án cao nhất là 2 năm tù giam, bà Nguyễn Thị Lừng, 40 tuổi, 1 năm tù, bà Nguyễn Thị Như Hòa, 43 tuổi, 9 tháng tù giam, anh Nguyễn Hữu Thành, 27 tuổi, 8 tháng tù giam, hay anh Nguyễn Đoàn Phước, Mỹ và Trương Anh Kiệt, chưa đủ 18 tuổi nên mỗi người 6 tháng tù giam. Theo cáo trạng, vào tối ngày 10 tháng và sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm người bị cho là quá khích đã kích động và hò hét trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Sau đó, 6 người đã gia nhập và anh Nghĩa, Nguyễn Văn Nghĩa được nói là đã chặn xe khách và cầm chai xăng bật lửa dọa đốt. Cáo trạng cũng nêu rằng 6 người còn ném đá vào trụ sở công an phường khi công an tới giải tán đám đông. Cáo trạng nêu thêm anh Nguyễn Hữu Thành đã la hét ngăn không cho cơ quan chức năng đưa một nhân viên công an đi cấp cứu. Ủy ban bảo vệ ký giả yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam dừng bức cung ép nhận tội. Ủy ban bảo vệ ký giả vào ngày 20 tháng 8 lên án Việt Nam đã đánh đập buộc nhà báo độc lập Nguyễn Văn Hóa phải nhận tội và có lời khai chống lại nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng. Cùng với Nguyễn Văn Hóa, một tù nhân khác là Nguyễn Viết Dũng cũng đang đối diện với nhiều khả năng bị trừng trị trong nhà tù sau khi cả hai bất ngờ phản cung cho phiên tòa xử ông Lượng gần đây. Trước đó, vào ngày 16 tháng 8, tại phiên tòa xét xử ông Lê Đình Lượng với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, hai nhân chứng được tòa triệu tập là Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng đã phủ nhận những lời khai được đưa ra trước đó và đồng loạt nói rằng họ bị đánh đập ép cung. Ngay lập tức, cả Hóa và Dũng đều được đưa ra khỏi phòng xử và không được tham gia phiên tòa. Với diễn biến bất ngờ này, luật sư Sơn đã yêu cầu dừng phiên tòa để chờ hai nhân chứng có đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa, nhưng Tòa án tỉnh Nghệ An đã không chấp nhận mà vẫn tiếp tục xử và tuyên án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù giam và 5 năm quản chế, mức án cao nhất từ trước cho tới nay đối với tù nhân lương tâm. Thưa quý vị, Việt Nam tuyên án tù 14 năm và trục xuất hai công dân Hoa Kỳ về tội lật đổ chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tòa án Nhân dân tại thành phố Sài Gòn vào ngày 22 tháng 8 tuyên án 12 người bị đưa ra xét xử với cáo buộc tham gia tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân ở Mỹ lãnh đạo với mục tiêu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Hà Nội. Mức án tuyên bao gồm ông Nguyễn James Han và bà Phan Angel bị mỗi người 14 năm tù và trục xuất ngay sau khi chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam. Số còn lại gồm ông Trương Nguyễn Minh Trí 11 năm tù, Đỗ Tài Nhân, Nguyễn Anh Hùng, Trần Tuấn Tài mỗi người 10 năm tù, hai người Võ Hoàng Ngọc, Đỗ Quốc Bảo 9 năm tù, Trần Văn Vinh 8 năm tù, Trần Quang Vinh 7 năm tù, Nguyễn Văn Chánh, Đỗ Thị Thùy Dung 5 năm tù. Họ còn bị quản chế từ 2 đến 4 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Theo đại diện Viện Kiểm sát, những người bị đưa ra xét xử thuộc tổ chức của ông Đào Minh Quân tại Hoa Kỳ. Theo lời cáo buộc của Cộng sản Việt Nam, thì tổ chức của ông Đào Minh Quân đưa người từ nước ngoài về thực hiện hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này cũng đã bị Hà Nội liệt vào danh sách phản động và khủng bố. Đêm thắp nến cầu nguyện và yểm trợ cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Đêm thắp nến cầu nguyện cho phong trào dân chủ tại Việt Nam và yểm trợ các cuộc đấu tranh của toàn dân chống bạo quyền Cộng sản bán nước diễn ra vào tối thứ Bảy ngày 18 tháng 8 tại thương xá Eden, thành phố Fortress, tiểu bang Virginia. Buổi lễ do Ủy ban đặc nhiệm yểm trợ quốc nội vùng Hoa Thạch Đốn và phụ cận tổ chức với sự hiện diện của quý vị lãnh đạo tinh thần, đại diện Hội đoàn quân dân chính quan chức Hoa Kỳ và hàng trăm đồng hương. Sau nghi thức chào quốc kỳ, phút mặc niệm và chào mừng quan khách là phần giới thiệu các thành viên trong ủy ban đặc nhiệm. Kế đó là phát biểu của Chủ tịch Cộng đồng vùng Hoa Thạch Đốn và Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ. Chương trình văn nghệ đấu tranh được phụ họa với những tiếng hô vang dội đà đạo Cộng sản và hàng trăm lá cờ Việt Mỹ phất phới trong tay đồng hương. Xin mời tất cả quý vị tiến hành nghi thức cầu nguyện và dâng hương. Nhờ hai chị tiếp hương. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân. Và chuyển sang phần tin đời sống. Thưa quý vị, vòng chung kết của cuộc tranh tài Tango World Championship diễn ra tại Argentina.
Một cặp vũ công người Argentina tên là Carla Rossi, 30 tuổi và Jose Luis Savo, 32 tuổi, đã vừa mang về giải quán quân trong cuộc tranh tài Tango World Championship tại thủ đô Buenos Aires của Argentina vào tối thứ Ba vừa qua, sau khi đánh bại hàng trăm cặp đối thủ đến từ khắp nơi trên toàn cầu. Cuộc tranh tài khiêu vũ nêu trên trong suốt nhiều năm vừa qua trở thành một sự kiện không thể thiếu đối với người dân sinh sống tại thủ đô Buenos Aires, đồng thời thường hay thu hút nhiều du khách tới xem. Đây là một phần của lễ hội World Tango Festival thường niên. Người thắng cuộc được tặng là 2.668 Mỹ Kim tiền mặt và một chuyến đi miễn phí với thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Bản tin giải trí nối tiếp cho biết phi cơ riêng của rapper Post Malone đáp cánh an toàn sau khi bánh xe bị bể. Theo cơ quan hàng không liên bang và các báo cáo phương tiện truyền thông, phi cơ riêng của rapper Post Malone đã hạ cánh an toàn tại sân bay New York sau khi hai lốp xe của nó bị nổ tung trong khi cất cánh vào thứ Ba ngày 21 tháng 8. FAA và cảnh sát New York và New Jersey cho biết có 16 người trên máy bay có tên Gulfstream đã cất cánh từ Teterboro, sân bay New Jersey và đi tới London trước khi nó được chuyển hướng đến Stewart Airport, khoảng 70 dặm về phía bắc của thành phố New York. Hiện vẫn không biết lý do vì sao bánh của hai chiếc phi cơ này đã bị nổ. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tin tức News at Night.